Bộ chiến này định cho tôi hoạt động hết công sức hay sao á tơi? Ra cái clip này không biết có lợi hay có hại cho bà con và các bạn nhỏ của tôi nữa, vì đây không phải là một chiếc bánh lăng bình thường. Nó là một chiếc bánh lăng đặc biệt. Cái cách thắng caramel á, mình cần 3 muỗng cà phê đường, bỏ vào cái khuôn inox như thế này, cho lên bếp lửa thật nhỏ, lắc đều. Sau khi đường tan chảy rồi á, đem xoay vòng vòng y như đổ bánh xèo vậy đó, tắt bếp. Đây là thành quả, rất là đỉnh của chớp luôn. Mình cần 2 lát bánh mì sandwich, tiếp theo là 2 quả trứng gà, đặc biệt đúng 100 ml sữa tươi. Còn sữa đặc á, thì gần nửa chén, ai thích ngọt cho thêm có thể gia giảm. Bây giờ đem xoay, xoay thật là nhuyễn luôn nha bà con. Rồi, bắt lên bếp cho vào khuôn. Hấp với lửa cực nhỏ trong vòng 30 phút, phình lên rất đã. Thừa biết là nhỏ chín vẫn đem chọt, ác ghê không? Đó, sau khi nguội nguội hẳn mình bắt đầu triển. Khéo léo lấy nó ra. Qua Sơn đặt cho nó một cái tên, chính là một chiếc bánh lăng phiên bản cao cấp vì có sự góp mặt của 2 cái bánh sandwich. Khi mà cắt chiếc bánh này ra, Hoa Sưng ngoài sức tưởng tượng của mình, thật sự nó rất là thơm. Bên trong thì mình mít như thế này đây. Cái lúc thưởng thức Hoa Sưng thấy rất là ngon luôn á bà con.